Bước vào giai đoạn cuối mùa mưa, cách khai thác và chăm bón cho vườn cao su cần chú ý điều gì để đạt hiệu quả lâu dài trong canh tác? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 28 tháng 8 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.